nhà đất Hùng Sơn mến chào quý khách. Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng, các anh chị đầu tư đang xem trên kênh YouTube nhà đất Hùng Sơn. Buổi chiều đọc chờ hôm nay, Hùng Sơn sẽ review giới thiệu cho quý vị một căn nhà một trệt một lầu ở trên lợp ngói, quý vị. Phía trên là lợp ngói, nhà có diện tích ngang 5, dài 27m, có đường phía trước rộng tầm khoảng 8-9m. Nhà có hướng Tây Nam, kế bên căn nhà góc hai mặt tiền đang bán tạp hóa này quý vị nhé. Đây là căn nhà góc hai mặt tiền đang bán tạp hóa. Một căn nhà chính chủ thiết kế xây để ở, do điều kiện công việc chủ nhà cần bán gấp căn nhà với giá khá là mềm. Đây quý vị, mặt tiền mái thái hình chữ A, nhà một trệt một lầu. Công năng sử dụng gồm sân đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp. Nhà này có 4 phòng ngủ cộng với phòng giặt, phòng thờ và ban công phía trước. Và đây là con đường vào của căn nhà. Nhà này cách với chợ Tự Phát tầm khoảng 1 km thôi là mình ra tới chợ rồi quý vị. Nhà có địa chỉ tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vị trí gần với đường liên huyện, gần với khu du lịch sinh thái Hố Lang. Nhà này giáp danh giữa hai thành phố, đó là thành phố Thuận An và thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đây là căn nhà quý vị nhé, ngang 5, dài 27m. Quý vị có thể mua căn nhà này để vừa ở kết hợp mở văn phòng đại diện, văn phòng công ty, kinh doanh, buôn bán được. Nhà có giá khá là mềm, 4 tỷ 500 triệu đồng là quý vị sở hữu một căn nhà ngang 5, dài lên tới 27m quý vị nhé. Mình cùng di chuyển vào trong để tham quan chi tiết ở trong. Đây là khu vực sân trước của căn nhà, view sân xe hơi rộng, chủ nhà làm kinh doanh buôn bán ngói quý vị nha, ngói thái, đồ vật liệu xây dựng ở đây. Một vị trí rất là đẹp và một căn nhà có giá khá là mềm. Trong đây là khu vực cửa thứ hai, di chuyển vào trong là khu vực phòng khách rồi tới phòng bếp. Chủ nhà để phòng khách cũng khá là dài quý vị, một phòng khách cực kỳ rộng luôn. Quý vị đang xem trên kênh YouTube nhà đất Hùng Sơn, chuyên nhận review mua bán ký gửi nhà đất khu vực tỉnh Bình Dương như thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An, thành phố Tân Uyên. Đây là căn nhà chính chủ thiết kế xây ở, được chủ nhà xây tường 20, có địa chỉ tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Quý vị có nhu cầu đi xem hãy liên hệ với Hùng Sơn qua số điện thoại 0973 114 255 hoặc số 0983 155 009. Hùng Sơn sẽ dẫn quý vị đi xem trực tiếp căn nhà này. Phía cuối là khu vực sân sau quý vị nhé. Ở đây thì có sân sau này. Nhà ngang 5, dài gần 30m, thiết kế rộng rãi, thoải mái, một trệt một lầu. Và đây là phòng vệ sinh ở tầng trệt. Phòng vệ sinh tầng trệt đấy quý vị nhé. Một căn nhà chính chủ thiết kế xây ở chưa qua đầu tư, có giá khá là mềm, 4 tỷ 500 triệu đồng. Đây là khu vực phòng bếp. Bếp được chủ nhà làm hai dàn tủ trên và dưới bằng gỗ căm xe. Và khu vực phòng bếp này quý vị có thể kê bàn ăn 6 ghế hoặc là 8 ghế rộng rãi. Nhìn ra màn hình phía trước là khu vực phòng khách rộng rãi cho đến khu vực view sân. Đây quý vị, nhà đã qua sử dụng, quý vị mua về sơn phết lại là có thể ở được ngay nhé. Mình cùng di chuyển lên trên. Cầu thang thì được chủ nhà làm cầu thang xoắn ốc như mẫu biệt thự quý vị. Quý vị có thể xem thêm trên Zalo, Facebook, TikTok, Fanpage đều mang từ khóa nhà đất Hùng Sơn bán nhà Bình Dương. Hùng Sơn có đăng rất nhiều sản phẩm bất động sản trên Zalo mà trên YouTube không đăng hết được. Quý vị truy cập vào Zalo theo số 0973 114 255. Và đây là phòng ngủ đầu tiên của căn nhà. Lầu trên này sẽ có 3 phòng ngủ quý vị, một phòng thờ, một phòng giặt. Phía sau đây là khu vực phòng giặt cũng như là phòng vệ sinh ở lầu trên. Đây này. Đây là phòng vệ sinh ở lầu trên quý vị nhé. Một căn nhà có địa chỉ tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, giá 4 tỷ 500 triệu đồng vẫn còn. Đây quý vị này. Sân phơi phía sau
Và đây có hành lang phía trước. Bên đây sẽ có khu vực phòng ngủ thứ hai và phòng ngủ thứ ba. Đây là phòng ngủ thứ hai của căn nhà này. Và bên đây là khu vực phòng ngủ thứ ba quý vị nhé. Một căn nhà một trệt một lầu, ở trên chủ nhà lợp ngói thái, nhà có hướng tây nam, có 3 phòng ngủ. Và đây là khu vực ban công sân thượng phía trước cũng như là phòng thờ của căn nhà. Ở đây có phòng thờ gia tiên ở đây quý vị. Và phía trước đây là khu vực ban công sân thượng phía trước này. Đây quý vị, khu vực sân này thì chủ nhà lợp tôn, còn khu vực nhà ở thì chủ nhà lợp ngói thái. Video của Hồng Sơn đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.